Vâng, cửa hàng xe máy Phương Nam kính chào quý khách nha. Tiếp sau đây thì cửa hàng sẽ giới thiệu đến quý khách một chiếc Kimco Đài Loan, kiểu dáng mô tô, nhưng mà xe này thì là rất là đẹp, cũng ngầu. Đấy, biển số 61B171227 luôn. Xe này thì 125 phân khối. Đó, nhẹ, dễ đi. Xe này thì đăng ký năm bao nhiêu đây? 2016. Giá hơn 10 triệu cho anh em quý khách mình lựa luôn. Đấy, xe này thì nói chung là đang còn khoảng tầm 80%. Đó. Còn khoảng 80% nha. Đấy, xe rất là ok. Anh em mua về thì đi không phải làm gì hết. Trước khi mua xe tại cửa hàng xe máy Phương Nam sẽ được kiểm tra nhớt, rồi rửa sạch sẽ, giao xe cho khách và đặc biệt được tặng 3 phần quà: lõn nhớt và bảo hiểm xe máy nha. Đó. Này lốp liếc còn rất là ok. Đấy. Thắng đĩa còn ngon, máy móc zin nguyên bản nhá. Đấy, máy móc zin, vỏ trước vỏ sau đang còn xài tốt. Đấy, địa chỉ thì ngay gần ngã tư Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại là 0385524849 hoặc 0977355248 nha. Đấy, có Zalo hết. Đấy, các bạn khi mua xe thì không đủ tiền cứ để góp. Ở xa thì gửi ship xe cho tất cả khách hàng luôn. Đấy, dán xe nha các bạn nha. Rồi anh em xem thì nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Nhà mình có rất là nhiều xe. Rồi cảm ơn anh em quý khách rất là nhiều nhé.